Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cho tất cả các bạn một cái mẫu xe mới được ra mắt gần đây, đó chính là mẫu xe Honda Super Cup 110 Pro 2022 vừa được ra mắt vào tháng 5 năm nay luôn nha các bạn. Lâu lâu mình cũng hay cập nhật cho tất cả các bạn những cái mẫu xe mà được ra mắt tại thị trường này, thị trường nọ, các kiểu ha. Thì trước đây thì mình có làm ra mắt cái mẫu xe là GBX Drop Bus này nọ các kiểu. Nhưng mà do là cái phần lịch trình mình đi quay, đi công tác ở các tỉnh này nọ khá là dày đặc, nên là mình vẫn chưa có cái thời gian để khi mà hôm bữa Minh Long Mô Tô đã về xe thì đáng lẽ mình sẽ ghé quay ở đó, cập nhật ở đó cho các bạn xem. Nhưng mà thật sự là quá bận đi nên là cũng chưa có thể quay được. Thì mong là sau khoảng thời gian đi công tác này về thì mình sẽ có thời gian nhỉnh ra và lên trên cửa hàng Minh Long quay cập nhật cho các bạn về giá bán của dòng xe GBX Bus và Rock cho các bạn ha. Để mình thấy hai mẫu xe rất cực kỳ đẹp luôn. Rồi, thì không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ đi vào cái chiếc Honda Super Cup 110 Pro 2022 để xem là cái mẫu xe này á, nó có giá trị và nó có xịn sò như là cái dòng xe Honda Super Cup C125 hay là không ha. Thì cái dòng xe Honda Super Cup 110 Pro 2022 á, được Honda Motorcycle Nhật Bản á, vừa cho ra mắt, được tung ra thị trường luôn vào tháng 5 năm 2022. Thì cái dòng xe này á, chủ yếu là dành riêng cho những khách hàng ở bên Nhật á, họ sử dụng xe để làm cái phương tiện mà giao hàng, chở hàng. Vì chiếc xe này á, được cung cấp thêm cái phần đó chính là cái rổ phía trước và cái phần mà yên phía sau, các bạn thấy nó rất là dài ha, để giúp cho các bạn chở đồ. Honda Super Cup 110 Pro 2022 này á, thì nó được Honda nâng cấp một loạt những tính năng cực kỳ đáng kể và thay đổi cũng như là tăng cường thêm cái sự tiện dụng cho chiếc xe. Đầu tiên là về phần động cơ ha. Động cơ thì cái dòng xe này được sử dụng là động cơ cylinder 110cc và cái phần tay dên của nó cũng đã được làm dài hơn, giúp cho cái mô men xoắn của cái chiếc xe này tốt hơn. Khối động cơ này á, thì nó cho mình cái công suất là 8 mã lực tại 7.500 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại của nó là 8.8 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Về phần phanh đĩa thì ngoài việc được trang bị cái hệ thống chống bó kính phanh ABS ra, nó còn được bảo vệ khỏi bụi bẩn bằng một cái nắp chụp. Cái phần nắp chụp này mình thấy khá là lạ mắt luôn nha các bạn. Phải nói là lần đầu tiên trong đời mình mới thấy được một chiếc xe được bảo vệ cái phanh đĩa bằng một cái nắp chụp luôn. Và màn hình ở trên dòng xe Super Cup 110 Pro 2022 này cũng được nâng cấp luôn. Nó sẽ có thêm các thông tin về số đang sử dụng, ví dụ các bạn đang lên N1234 gì đó, mức tiêu thụ nhiên liệu, rồi vận tốc, vân vân và vân vân. Và Honda Super Cup 110 Pro 2022 này nó sử dụng cái dàn mâm của nó là 14 inch, bao bên ngoài là một bộ lớp không có xanh nha các bạn. Xe thì chỉ có một màu sơn duy nhất và một phiên bản duy nhất, đó chính là màu trắng xanh như trên hình các bạn đang xem. Tại Nhật Bản thì mẫu xe Honda Super Cup 110 Pro 2022 này sẽ có mức giá là 302.500 yên, tương đương là khoảng 61 triệu đồng tiền Việt Nam. Thì đó là một số cập nhật về cái mẫu xe mà Super Cup 110 Pro 2022. Nhiều bạn cũng sẽ hỏi mình, những chiếc xe này đâu có Việt Nam đâu mà đi thông báo thông tin làm gì. Thì đây mình chỉ cập nhật cho các bạn để nắm rõ hơn những cái thông tin và những cái mẫu xe ra mắt tại những thị trường khác để các mình có thể cập nhật được. Nhiều khi một số cửa hàng tư nhân họ cũng sẽ nhập những chiếc xe này về cho các bạn để sử dụng luôn đó. Rồi thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Vua Vlog 61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.